Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 120. Trong cơn gian truân, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi, thêm cho ngươi điều gì nữa? Ắt là tên nhọn của dõng sĩ và than đỏ hực của cây diên giếng. Khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê siết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm, linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Thư của Phao-lô gửi cho người Cô-lô-se, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-su Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước khi anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ephabra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, vốn là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời. Và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh
mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chương 2. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là đấng Christ mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻ có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, thảy đều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy, chưa có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó, thể dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Chương 10. Khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình.
Salomon đáp các câu hỏi của bà. Chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Jehovah Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó nhẫn nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn này mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lễ thường của vua. Đoạn bà và các tôi tớ bà lên đường trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua Arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siếc lơ vàng, lại làm 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 3 min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng. Ngai này có 6 nấc, thân cao ngai phía sau thì tròn, mỗi phía ngai có thanh nâng tay và 2 con sư tử đứng kề. Lại có 12 con khác đứng trên 6 nấc nơi hữu và tả, chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Hết thảy các chén uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Liban đều cũng bằng vàng ròng, chẳng có chi là bạc. Trong đời vua Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Vì đoàn tàu Tarishi của vua mỗi 3 năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng vật mình tiến cống cho vua. Nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo sống, binh khí, thuốc thơm, ngựa và la. Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Ai Cập mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ai Cập và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siếc lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siếc lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về.
Chương 11. Ngoài con gái của Pharaon, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người, vì Salomon cúng thờ Ác Tạc Tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh Côm là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bây giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab, và cho Moloch, vật đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Salomon bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người phán bảo người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó, song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Salomon là Hadad người Edom, vốn dòng dõi vua Edom. Và trong lúc David đánh dẹp Edom, thì Joab là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Edom. Joab và cả Israel ở lại đó 6 tháng, cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Edom. Lúc bây giờ, Hadad chạy trốn cùng mấy người Edom là tôi tớ của cha người, đặng đến ở Egypto. Hadad hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Madian đến Pharan, đoạn bắt mấy người Pharan theo mình mà đi đến Egypto, ra mắt Pharaon vua xứ Egypto. Vua cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất ruộng. Hadad được ơn nhiều trước mặt Pharaon. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tác-bê-nê. Em của Tác-bê-nê sanh cho Hadad một con trai tên là Genubat. Tác-bê-nê dứt sữa nó tại trong đền Pharaon. Như vậy, Genubat ở tại trong đền Pharaon giữa các con trai của vua. Khi Hadad ở Egypto hay rằng David đã an giấc cùng các tổ tiên người và Joab quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pharaon rằng: xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pharaon đáp với người rằng: ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: chẳng thiếu chi, dầu vậy xin cho tôi đi. Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là Rê-xôn, con trai Eliada, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Hadadese vua Soba. Khi David giết quân vua Soba, thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy. Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Israel trọn đời Salomon. Ngoài ra sự hại mà Hadad đã làm, người cai trị nước Syria và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nebat người Ephraim ở đất Sereda, là tôi tớ của Salomon, cũng dấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa, tên là Seruha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Salomon xây cất Milo
lấp vá lại nơi hư lũng của thành David là cha người. Vả Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Salomon thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Sải trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahija ở Silo tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahija bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng: "Hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Salomon và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ David kẻ tôi tớ ta và vì cớ Jerusalem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người. Ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại Ác Tạc Tê, nữ thần của dân Sidon, Kemốt, thần xứ Moab và Minh Côm, thần của dân Ammon. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răn ta, y như David cha của Salomon đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Salomon, song vì David kẻ tôi tớ ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó. David kẻ tôi tớ ta hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel. Ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời." Salomon tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Egypto đến cùng Sisak vua Egypto, rồi người ở tại Egypto cho đến chừng Salomon băng hà. Còn các điều khác về chuyện Salomon, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Salomon. Salomon ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Salomon an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành David cha người. Roboam, con trai người, cai trị thế cho người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.